Xin chào, xin chào quý đệ tử Chúa cùng toàn thể các con cái của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng nay chúng ta được ra mắt Chúa trong chương trình lễ một và chúng ta cùng học với nhau trong lời của Chúa liên quan đến vấn đề thăm viếng lẫn nhau. Kính thưa Hội Thánh, thăm viếng là một bổn phận của chúng ta mà Chúa giao cho hết thảy chúng ta, những người bước đi theo Chúa mỗi ngày. Bởi vì Chúa muốn hết thảy chúng ta cùng nhau tiến bước trên bước đường đi theo Chúa. Người trưởng thành nâng đỡ người yếu đuối, người mạnh nâng đỡ những người yếu kém ở trong đức tin. Trong Hội Thánh đầu tiên, công tác thăm viếng chăm sóc được thực hiện tại nhà riêng. Và phần lớn sự tăng trưởng của con cái Chúa trong thời kỳ đầu tiên đó đều được qua cái mục vụ đó là thăm viếng chăm sóc tại gia đình của mình. Các sứ đồ đệ tớ của Chúa đều thực hiện những công việc này và Hội Thánh của Chúa mỗi ngày càng tăng trưởng bởi vì tình yêu thương được chan chứa, được thể hiện một cách rõ nét ở trong từng lãnh đạo và Hội Thánh của Chúa. Thăm viếng là một trong những mục vụ cần có trong Hội Thánh ngày hôm nay. Bởi vì lời Chúa ở trong Truyền Đạo đoạn 4 câu thứ 12 chép rằng: nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây bền ba lấy làm khó đứt. Câu thánh này cho chúng ta một cái ý niệm rằng một người có thể họ đối diện với nan đề trong đời sống, một người họ có thể thất bại trong đời sống đức tin của mình, nhưng nếu người đó có những người khác trong cùng niềm tin đến nâng đỡ, đến giúp đỡ họ, thì chính người yếu đuối đó ở trong nan đề của họ đó, họ có thể đắc thắng được bởi vì có các anh chị em khác đến động viên, đến an ủi, đến khích lệ và đến nhắc nhở họ trong lời của Chúa để có thể sống một cách đẹp lòng Ngài. Cho nên thăm viếng là một trong những công tác quan trọng ở trong Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta học về những điều cần tránh trong sự thăm viếng, tôi xin nhắc lại hai điều quan trọng liên quan đến công tác thăm viếng. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là tầm quan trọng của sự thăm viếng. Trong tuần trước, đệ tử Chúa Mục sư Quản nhiệm đã đề cập đến hai điều quan trọng trong việc thăm viếng, bởi vì nó là nhu cầu thuộc linh của người được thăm viếng. Chúng ta đến thăm viếng họ, họ có những vấn đề, họ có những điều cần sự giúp đỡ, họ có những vấn đề để cần chúng ta cầu thay Ngài, và đó là lý do chúng ta đến thăm viếng họ. Thứ hai đó là Hội Thánh được vững bền. Hội Thánh của Chúa như điều Chúa dạy, chúng ta cùng tiến bước với nhau, cùng nâng đỡ với nhau. Và đó là một trong những công tác mà Hội Thánh Chúa ngày hôm nay được xây dựng, được gây dựng vững bền trên nền tảng là Kinh Thánh, lời của Chúa. Điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ trong tầm quan trọng của việc trong viếng sáng nay đó là công tác thăm viếng, chăm sóc tương quan mật thiết với sự cứu rỗi. Và đây là điều chúng ta cần lưu ý trong đời sống chúng ta khi chúng ta thực hiện một vụ thăm viếng chăm sóc ngày hôm nay đó. Chúng ta cần phải nhớ rằng công tác thăm viếng nó tương quan mật thiết với sự cứu rỗi. Kinh Thánh được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu thứ 46. Chúng ta đều biết cái ẩn dụ về chiên và dê mà Chúa Giê-xu phán dạy, và Ma-thi-ơ ghi lại ở trong đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu 46. Khi đứng trước sự phán xét của Chúa, Kinh Thánh rằng Ngài chia ra một bên là chiên, một bên là dê. Và Chúa nói với những người ở bên chiên rằng các ngươi sẽ được ban thưởng, bởi vì khi ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi thăm viếng ta, ta trần tuồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi đến thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Những người bên chiên họ cảm thấy rất ngạc nhiên và nói với Chúa: lạy Chúa, có khi nào chúng con nhìn thấy Chúa ở trong những cái hoàn cảnh như vậy mà chúng con đến thăm viếng Ngài chăng? Chúa trả lời với họ rằng: bởi vì các ngươi đã thăm viếng, đã chăm sóc các anh chị em của các ngươi là những người thuộc về ta, đó là điều các ngươi đã làm cho ta vậy, nên các ngươi được ban thưởng. Những người ở bên dê được gọi là dê, Chúa phán với họ rằng các ngươi bị rủa xả và đi vào sự hình phạt đời đời bởi vì
ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi không có tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau các ngươi không thăm ta, ta bị tù các ngươi không có viếng ta. Những người ở bên dê nói rằng: ôi lạy Chúa, thật là oan ức cho chúng con, bởi vì có khi nào chúng con nhìn thấy Chúa như vậy mà chúng con không làm tròn bổn phận của mình chăng? Chúa nói với những họ rằng: bởi vì các ngươi không có thăm viếng, bởi vì các ngươi không có chăm sóc các anh chị em của ngươi, nghĩa là các ngươi không có làm gì đó cho ta. Và những người ở bên dê bị Chúa vỡ trách, và Chúa nói rằng sự sống đời đời sẽ không được ban cho các ngươi. Qua cái ẩn dụ này, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu đang liên kết mỗi chúng ta trong cái công tác thăm viếng và chăm sóc gây dựng lẫn nhau. Nếu như chúng ta không quan tâm đến những người khác, nếu như chúng ta không chia sẻ những điều của mình để nâng đỡ, giúp đỡ đến chị em của mình, thì chúng ta hãy cẩn thận dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 25, sự nguy cơ về sự cứu rỗi coi chừng chúng ta bị vụt mất trong đời sống của chính mình. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 27, Gia-cơ dạy chúng ta về vấn đề thăm viếng như sau. Gia-cơ đoạn 1 câu 27 Kinh Thánh nghĩ rằng: sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Theo cái nhìn của Gia-cơ thì một đời sống trọn lành, một đời sống đặt trọn đức tin ở nơi Chúa cứu thế được tóm lại hai điều. Thứ nhất, đối với Chúa là giữ mình cho được sự thanh sạch, và đối với nhau đó là thăm viếng kẻ mồ côi và người quá bùa trong cơn khốn khó của họ. Gia-cơ đã tóm tắt cái luật pháp được trọn vẹn thể hiện qua hai điều: đối với Chúa và đối với nhau. Đối với Chúa, chúng ta cần phải yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, đi trong đường lối của Chúa, giữ mình để không phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng đối với nhau, cái bổn phận thăm viếng, chăm sóc là điều cần phải làm, bởi vì đó là lời của Chúa dạy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 có 21, lời Chúa phán rằng: chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Người theo Chúa, người làm theo lời của Chúa dạy, đó là làm tròn cái bổn phận đối với Chúa và đối với nhau. Và trong công tác đối với nhau thì thăm viếng, chăm sóc là điều chúng ta cần phải làm. Cho nên sự quan trọng hay tầm quan trọng của công tác thăm viếng chăm sóc ở đây nó liên quan đến sự cứu rỗi mà chính Chúa muốn tất cả chúng ta, người đi theo Chúa, chúng ta cần phải lưu ý trong đời sống của chính mình. Điều thứ hai chúng ta nhắc lại với nhau trước khi chúng ta nói về những điều chúng ta cần đến tránh, đó là ích lợi của sự thăm viếng. Ích lợi của sự thăm viếng, chúng ta biết có ba đối tượng ở trong cộng đồng đức tin. Thứ nhất đó là hội thánh. Khi chúng ta thực hiện một vụ thăm viếng, khi chúng ta thực hiện một vụ chăm sóc, thì hội thánh của Chúa sẽ được gây dựng. Kinh Thánh được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 12 và câu thứ 13: để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và ở trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Mục đích của sự thăm viếng, mục đích của việc Chúa ban cho chúng ta ân tứ, đó là để hội thánh của Chúa được gây dựng. Chính vì vậy và sự tăng trưởng của hội thánh ngày hôm nay, nó phụ thuộc vào việc mà tất cả các tín hữu, những người con của Chúa, chúng ta thực hiện ân tứ Chúa ban cho mình qua công tác phục vụ ở trong hội thánh. Và một trong những công tác mục vụ ở trong hội thánh đó chính là sự thăm viếng, sự chăm sóc lẫn nhau. Hội thánh sẽ được gây dựng khi chúng ta thực hiện một cách tốt đẹp trong cái công tác này. Hội thánh sẽ được gây dựng bởi vì sự thăm viếng nó sẽ tạo nên một mối thông công ở trong tình yêu anh em đối với nhau. Và hội thánh sẽ được gây dựng bởi vì qua cái công việc thăm viếng đó thì tình yêu thương ở trong cộng đồng, ở trong gia đình của Đức Chúa Trời được thể hiện một cách trọn vẹn. Đối tượng thứ hai là người được thăm. Người được thăm viếng, họ sẽ được khơi dậy trong phần tâm linh của họ, và họ sẽ được gây dựng đức tin bởi những người đến thăm viếng họ. Chúng ta còn nhớ câu chuyện được chép ở trong Luca đoạn 1 câu 39 đến câu 44. Câu chuyện nói về bà Marie khi đến thăm Elizabeth là chị của mình. Kinh Thánh nói rằng khi bà đến thăm viếng Elizabeth thì có một cái sự cảm xúc dâng tràn ở trong đời sống của Elizabeth, đến nỗi bào thai ở trong bụng của bà đó nó cũng có một cái cảm xúc
Và Kinh Thánh ghi rằng là bào thai trong bụng bà vui mừng và nhảy nhót. Như vậy thì cái công tác thăm viếng ngày hôm nay, một người được đi ra thăm viếng mà được ơn của Chúa thì nó phải để lại, tạo ra một cái ấn tượng, một cái sự cảm xúc ở trong lòng của người được chăm sóc, người được thăm viếng. Và chính điều đó sẽ giúp cho họ khơi dậy trong phần tâm linh của họ hướng về Đức Chúa Trời, mặc dù anh chị em chúng ta đang đối diện với nan đề trong cuộc sống. Cái sự thăm viếng đó nó phải giúp cho cái người được thăm viếng đức tin được thêm lên, được tăng trưởng lên qua cái công tác thăm viếng mà các anh em tín hữu thực hiện cho chính họ. Chính người đó sẽ thấy được tình yêu qua những người ở trong họ thánh đến với mình. Chính người đó sẽ thấy được Chúa thật sự thực hữu, Ngài thật sự hiện diện, và đời sống của người đó được nối liền cái cách sống giữa nhà riêng với nhà thờ. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều người sống ở nhà khác và sống ở tại họ thánh khác. Nhưng qua cái mục vụ thăm viếng này, nó sẽ giúp kết nối lại cái cuộc sống từ ở nhà riêng cho đến họ thánh của Chúa. Đó là sự ích lợi cho người được thăm viếng nếu như chúng ta đi trong sự hướng dẫn của Chúa. Đối tượng thứ ba là chính mình là người đi thăm. Chính mình là người thăm sẽ hiểu được một cách rõ ràng đời sống hay là thực trạng của anh em mình. Ở trong Galati đoạn 6 câu thứ 2, lời Chúa phán rằng: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Từ gánh nặng ở đây có thể đó là sự ngăn trở đức tin đối với đời sống người được thăm. Sự gánh nặng đây cũng có thể đó là sự thử thách đức tin, hoặc là sự cám dỗ, luôn cả những cái thất bại ở trong đời sống của người được thăm viếng nữa. Từ mang lấy trong Galati đoạn 6 này, nó đến một cái hành động, một người khác đến mà cất lấy đi cái nặng của anh em mình ra khỏi họ. Và đó là công việc của những người ra đi thăm viếng. Chúa dạy chúng ta hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, là đừng có đứng đó nhìn. Nhưng mà khi biết ở đây chúng ta có những nhu cầu về sự thăm viếng, về chăm sóc thuộc linh, chúng ta cần phải đi ngay, nhanh chân tiến bước ngay đến nhà của họ. Để chi? Để giúp đỡ anh chị em của mình, bởi vì họ đang ở trong cái gánh nặng mà Chúa muốn chúng ta cất lấy gánh nặng của họ. Những người đi thăm viếng sẽ biết rõ được ngụ ngần của cái vấn đề anh em chúng ta đang đối diện khi bàn chân của họ bước đến nhà của người được thăm viếng. Tất cả những câu chuyện, tất cả những nan đề nó sẽ bày tỏ ra một cách rõ ràng chỉ khi một người nào đó, hay là anh em trong họ thánh, hay là ban thăm viếng họ thánh đến thăm viếng họ và nâng đỡ họ mà thôi. Chính lúc đó chúng ta là người đi thăm viếng, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến anh em của mình. Chúng ta sẽ bày tỏ cái tình yêu của mình đối với anh em của mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ cảm thông với họ trong cái vấn đề mà họ đang đối diện. Và chính Chúa dùng chúng ta để nâng đỡ, khích lệ anh chị em của mình. Có một câu chuyện thật xảy ra tại một họ thánh. Trước khi đi thăm viếng thì người chịu trách nhiệm thăm viếng là trưởng ban thăm viếng đó, liên hệ với một số gia đình trong họ thánh của Chúa trước khi họ đi. Và trong lần đó có 3 gia đình mà họ đến thăm. Ban thăm viếng cầu nguyện rồi bắt đầu đến từng gia đình một để thăm viếng các con cái của Chúa. Đến gia đình đầu tiên, cửa khóa ở ngoài. Khi một người anh em ở trong ban thăm viếng gọi điện thoại, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Và thế là họ đã đi đến một gia đình khác. Đến một gia đình thứ hai cũng giống như gia đình thứ nhất, cửa bên ngoài khóa, gọi điện thoại thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Họ đến gia đình thứ ba, gia đình này cửa ngoài không khóa, đóng lại nhưng mà không có khóa cửa ngoài. Họ bấm chuông nhưng chờ hoài không thấy ra mở cửa. Ban thăm viếng trở về nhà, xem như ngày đó không đến thăm viếng được ai. Vấn đề đặt ra là tại sao điều đó xảy ra? Rõ ràng có sự liên hệ trước về điện thoại trước khi đi thăm, nhưng tại sao đến nhà khóa cửa? Tại sao bấm chuông cửa không mở? Bởi vì họ không muốn tiếp ban thăm viếng. Chúng ta xin xem lại Kinh Thánh trong Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 8, câu gốc nền tảng chúng ta. Lời Chúa dạy chúng ta phải trừ bỏ, nghĩa là có những việc đã từng xảy ra khi chúng ta đi thăm viếng lẫn nhau, mà những điều đó đã không đem đến sự gây dựng, những điều đó không đem đến sự ích lợi cho người đi thăm viếng, và họ cảm thấy rất phiền lòng khi ba thăm viếng đến nhà họ thăm viếng. Cho nên có những trường hợp họ tránh mặt, họ không muốn tiếp ban thăm viếng, họ
không nói một cách rõ ràng. Họ muốn từ chối nhưng không được. Nhưng họ phải bày tỏ thái độ đó là họ không tiếp bằng cách khóa cửa hoặc là cửa không mở. Và đây là điều Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Sáng nay chúng ta học về những điều phải tránh khi đi thăm viếng. Và Xin Chúa giúp cho chúng ta để trong những điều mà sáng nay lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Như cô Huệ có nói, chúng ta nhờ ơn Chúa mềm mại khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời để nhờ cậy Chúa thay đổi, sửa đổi lại trong đời sống của chính mình. Chúng ta đi đến những điều phải tránh khi đi thăm viếng. Thứ nhất, đó là lạc mục đích. Tiêu thứ nhì đoạn 4 câu thứ 4. Bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Chứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê, người con thuộc linh của ông, rằng trong có sẽ có một thời kỳ khó khăn mà người ta không chịu nghe lẽ thật lời của Chúa. Họ thích nghe chuyện huyễn, họ thích nghe những điều êm tai, họ thích nghe những điều họ thích. Ngay trong môi trường Cơ Đốc, nhiều khi ngay cả Cơ Đốc giáo là người đi theo Chúa, chúng ta lại không thích nghe lời của Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì nghe lại lời của Chúa, chúng ta cần phải thực hiện, chúng ta cần phải làm, mà những điều đó nó lại ngược với ý muốn của mình. Cho nên một số người ngày hôm nay không thích nghe. Và trong công tác thăm viếng, mục đích của sự thăm viếng là gì? Là đem đến sự khích lệ, đem đến sự yên ủi, đem đến sự nâng đỡ qua lời cầu nguyện, qua tâm tình, qua sự chia sẻ của những người được đi thăm viếng. Có những trường hợp không phải là những người được thăm viếng họ không muốn nghe lời của Chúa, nhưng mà đôi khi lại là có những sự việc xảy ra là người đi thăm viếng lại không muốn nói lẽ thật lời của Chúa, mà chỉ nói những điều mà mình thích. Đến thăm viếng, chúng ta không bày tỏ tâm tình của người thăm viếng, mà mình đến thăm viếng lợi dụng thời gian đó để gì? Để bàn tán về những việc ngoài đề, không liên quan gì đến vấn đề thăm viếng. Chúng ta nói chuyện về kinh tế, chúng ta nói chuyện về chính trị, chúng ta nói chuyện về xã hội, chúng ta nói chuyện về thời sự. Có những lúc như vậy. Tôi ví dụ, có hai anh em ở trong hội thánh hẹn nhau đến thăm viếng một anh em khác. Họ đến gặp nhau, bắt tay vui mừng, chào hỏi, rồi bắt đầu họ nói chuyện. Một trong hai người đi thăm viếng đó nói rằng: "Ồ, tuần trước chúng ta, anh có xem TV không? Anh có xem bóng đá không? Tuần trước Việt Nam mới thắng UAE 1-0, đã đưa Việt Nam lên đầu bảng G. Rồi mới ngày hôm qua đấy, Việt Nam đá với Thái Lan đây. Chú chà, tức thiệt. Đầu vào, nhưng mà cộng tài không nhận, không có nhận bàn thắng." Rồi mà nó họ chỉ qua vấn đề Mỹ đã điều động chiến hạm qua bên Nhật Bản. Rồi nó lúc bây giờ cái tình hình chiến sự tại Hồng Kông đang bị đàn áp, nhiều sinh viên bị chết, thậm chí có cả sinh viên Cơ Đốc cũng thiệt mạng trong cái sự thảm sát đàn áp của chính phủ Hồng Kông. Nó lúc rồi ôi cha, hiện tại bây giờ cái gì cũng vật giá leo thang hết, xăng cũng lên, thịt heo đây mới đây 200.000 ký, quá trời, chịu không nổi. Nó hồi nhìn đồng hồ lại, ôi cha, tiếng đồng hồ rồi, thôi tôi cầu nguyện cho anh trước khi chúng tôi về. Đó không phải là cuộc thăm viếng thuộc linh. Bởi vì cuộc thăm viếng thuộc linh đúng nghĩa nó là gì? Đó là nâng đỡ, gây dựng, an ủi, khích lệ anh em chúng ta là người được đi thăm viếng. Nhưng mà đôi khi những người đi thăm viếng, những người đến thăm viếng anh em của mình lại sử dụng cái gì vào đó để nói đến những cái mục đích khác, không phải là mục đích thăm viếng. Đó là điều đầu tiên tôi suy nghĩ và xin Chúa giúp chúng ta tránh. Điều thứ hai, đó là thiếu sự gây dựng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 19 phần B. Hỡi những kẻ rất yêu dấu mọi điều đó, thấy vì sự gây dựng anh em. Sứ đồ Phaolô giải thích rất rõ với hội thánh của Chúa tại Cô-rinh-tô rằng tất cả mọi việc ông làm chỉ với mục đích là gì? Gây dựng đức tin của họ. Chỉ với một điều mong muốn, đó là củng cố niềm tin và giúp đỡ họ trong đời sống Cơ Đốc tốt đẹp mỗi ngày trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là việc cần làm của chúng ta khi chúng ta đi thăm viếng. Nhưng có những trường hợp xảy ra ngày hôm nay, đó là người đi thăm viếng không người được đưa đi thăm viếng, và đến nhà của người được thăm viếng thì người được thăm viếng không cảm thấy được gây dựng, họ không muốn tiếp ban thăm viếng. Một sự thật rất đau lòng xảy ra. Một thủ quỹ của một hội thánh nói với một người trưởng thượng, một người nữ trưởng thượng ở trong hội thánh của Chúa. Cô nói rằng: "Con nói thiệt với cô, cổ mà đến thăm viếng nhà con, thiệt lòng con không muốn tiếp." Một thủ quỹ của một hội thánh mà nói rằng nếu ba thăm viếng đến nhà thăm viếng họ đó, thật lòng trong thâm tâm của họ không muốn tiếp. Vì sao? Bởi vì không có được gây dựng. Bởi vì nhiều người thăm viếng ngày hôm nay nó quá nhiều, và những điều mình nói đó không có làm cho anh em cảm thấy được nâng đỡ, mà chỉ làm cho cảm thấy rất là khó chịu,
không mang vào âm hưởng của một đời của Cơ Đốc, không có dây dựng niềm tin lẫn nhau, cho nên họ buồn, họ lẩn tránh và xin lỗi, thậm chí họ không có muốn tiếp ban thăm viên đến nhà bởi vì thiếu tinh thần gây dựng. Để đề điều chúng ta cần lẩn tránh. Điều thứ ba lời Chúa nói chúng ta cần tránh ở trong Philip, ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu thứ 1: vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Như vậy điều thứ ba chúng ta cần phải tránh ở đây đó là gì? Đừng có nói hành, nói xấu người khác. Nhiều người đi thăm viếng ngày hôm nay đó mang trong mình cái tinh thần ganh tị và đem cái tinh thần đó đến để trút đổ trên những người được đi thăm viếng. Nói xấu người này, nói xấu người khác trong cái giờ mà mình đi thăm viếng lẫn nhau. Bà có nghe gì chưa? Mới ngày hôm qua đó, bà A này, bà mới lòng trận linh đình với bà B luôn. Tôi nghe, tôi thiệt thực không hiểu tại sao bà là người trưởng thành như vậy đó, bà lại thốt ra những lời nói không gây dựng, một lời nói không mang một âm hưởng Cơ Đốc, một lời nói mà không bày tỏ mình là một là người yêu mến Chúa, theo Chúa bấy nhiêu năm nay mà bà như vậy đó. Thật tình tôi không hiểu bà làm sao. Đó không phải cái thì giờ mà mình nói với những người được thăm viếng khi mình đến nhà họ. Và trong nguyên tắc thăm viếng là gì? Ta không được nói đến vấn đề thứ ba của người vắng mặt. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn có nhiều người đi thăm viếng, vẫn đem người này ra trách móc, vẫn nói xấu người này, nói xấu người kia. Đây là điều chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Giúp cho mình. Dù ai đó trong hội thánh của Chúa có những việc làm không đúng, nếu như Chúa cảm động chúng ta đã người đến để nâng đỡ, để chia sẻ điều đó tốt. Nếu không, đừng đem câu chuyện đó để đến nói với người mà chúng ta được, người mà chúng ta đến thăm viếng họ. Đó là điều không nên. Đó là điều cần phải tránh. Thứ tư, sự chỉ trích không nên có trong khi chúng ta đi thăm viếng. Trong Roma đoạn 14 câu thứ 10: nhưng ngươi sao xét đoán anh chị em mình, còn ngươi sao kinh dễ anh em mình, vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Người mạnh nâng đỡ người yếu, đó là chuyện tất nhiên. Người trưởng thành thuộc linh nâng đỡ người chưa trưởng thành thuộc linh, đó là bổn phận chúng ta phải làm. Nhưng người mạnh tỏ vẻ ra kinh thường người yếu là điều tuyệt đối không có trong lời dạy của Chúa Giêsu, không có. Chúng ta không nên chỉ trích người khác. Khi đi thăm viếng, chúng ta biết rằng có rất nhiều đối tượng chúng ta thăm viếng, và nhất là những người mới tin Chúa đó. Khi chúng ta đến nhà của họ thăm viếng họ, xin vui lòng đừng có đem cái thái độ tỏ vẻ là kinh thường chỉ trích anh em của mình, bởi vì họ vẫn còn yếu đuối. Có những lúc chúng ta theo Chúa lâu năm vẫn còn có sự yếu đuối trong đời sống của chính mình. Khi chúng ta đến thăm viếng một người, ví dụ đôi khi họ vẫn còn thuốc, đôi khi họ vẫn còn uống bia, đôi khi họ vẫn còn có những thói xấu trong đời sống của mình, thậm chí họ vẫn còn mua vé số, họ đánh đề. Đó là công việc, đó là việc họ làm. Đôi khi đó là điều chúng ta biết. Nhưng khi ta đến thăm viếng họ, chúng ta không nên chỉ trích họ về những việc họ làm, bởi vì Chúa không cho phép. Mục đích chúng ta đến thăm viếng là nâng đỡ anh em của mình, là giúp đỡ cho họ những nguyên tắc thuộc linh để có thể thoát ra khỏi những điều đó, chứ không phải là chúng ta đến để là nói rằng anh có biết là như vậy là tội không. Xin lỗi, họ bị tổn thương. Họ bị tổn thương. Và điều chúng ta làm đó là khiến cho họ, chính họ có lúc phải mất đi đức tin của chính mình, bởi vì cái hành động bất cẩn của chúng ta. Đôi khi có người nói rằng vì tôi quá thương anh chị em tôi nên tôi nói như vậy. Vâng, chúng ta thương họ, nhưng mà chúng ta nên đến gặp riêng chỉ mình với họ thôi. Đừng có đi chung với những người thăm viếng mình, cả một nhóm người đến mà nói họ rằng đừng có làm như vậy nữa, làm như vậy là tội, Chúa không đẹp lòng đâu. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ không đến nhà thờ nữa, bởi vì họ bị sốc, họ bị tổn thương, họ biết họ vẫn còn có những sự thiếu kém trong đời sống của chính mình, nhưng họ không thấy tình yêu thương của những người Cơ Đốc. Một người đến thăm một gia đình người bạn, đến tới nhà người ta ra tiếp, chưa kịp chào hỏi gì đâu, sao gia đình của chị toàn là nan đề không vậy? Hết cháu mới bệnh đây,
bây giờ rồi con dâu cũng bệnh, bây giờ tới con của chị nữa. Theo Chúa sao mà không thấy phước gì, toàn là tai họa không, toàn năng đề không. Xem lời cách ăn ở của mình nha. Tại sao vậy? Một người đi thân ví mà nói như vậy đã chết rồi. Nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Và thật lòng chúng tôi vẫn cầu nguyện rất nhiều cho ban thân ví của thánh của Chúa. Bởi vì đây là một công tác rất quan trọng, rất quan trọng. Và nhiều người được gây dựng đức tin qua những con người rất âm thầm đến thăm viếng chăm sóc nâng đỡ đức tin. Và cũng có những người vấp phạm đức tin bởi vì một trong những anh em của mình trong hội thánh đã làm cho họ bị sốc, bị tổn thương, vì không có cảm thông. Họ không thấy được tình yêu ở trong hội thánh. Đạo Chúa rất tốt, đạo Chúa toàn là giả lời hay, đạo Chúa nói về sự yêu thương, nhưng mà không được thấy cái tình yêu thương của những người đến thăm viếng chăm sóc họ. Điều thứ năm chúng ta cần phải tránh, đó là dùng lời lẽ của mình để khuyên người khác. Hebrews 4 câu thứ 12: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chỉ có lời của Chúa mới đem đến cho người được thăm viếng linh lực. Chỉ có lời của Chúa mới đem đến cho họ sự sống trong tâm linh. Chỉ có lời của Chúa đem đến cho họ năng lực để họ có thể chiến thắng được cái hoàn cảnh nan đề mà họ đang đối diện. Nhưng mà đôi khi chúng ta đến thăm viếng hội thánh, đến thăm viếng anh em chúng ta không có nói về lời của Chúa. Chúng ta nói về kinh nghiệm của mình nhiều. Đúng, lời lẽ chúng ta có lúc rất hay, kinh nghiệm chúng ta lúc rất có ích cho anh em. Và những trải nghiệm của mình trong đời sống nó rất cần thiết để anh em chúng ta học hỏi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chỉ có lời của Chúa mới thật sự đem đến cho họ sự sống. Lời con người không đem đến cho họ sự sống. Cho nên chúng ta khi thực hiện một vụ thăm viếng, xin Chúa giúp cho chúng ta có lời của Chúa đến với anh em của mình. Đây thật sự là một cái vấn nạn ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Nhất là trong những hội thánh lớn. Khi tôi ở An Đông, hội thánh rất nhỏ. Tín hữu An Đông nhìn qua nhìn lại chỉ có mười mấy gia đình. Mỗi lần đi thăm viếng 3-4 gia đình, xây tu 1 tháng là hết. Cho nên tôi có nhiều thời giờ để có thể suy nghĩ, suy tư đến thực trạng đời sống của từng gia đình. Nên điểm tôi vẫn cố gắng đó là gì? Mỗi lần đến với anh em là có một câu kinh thánh gửi cho họ. Tôi nói với cô Tiền, người đang lo về vấn đề thăm viếng tại An Đông đó, mỗi lần đi như vậy nên cô nên có một cái lịch thăm viếng rõ ràng. Bởi vì hội thánh điểm nhớ mình nhỏ, không có bao nhiêu người, và lịch đó phải làm sẵn báo cho tôi biết để tôi cầu nguyện. Tôi xin Chúa giúp cho mình để khi đến thăm viếng họ, từng gia đình họ có những nan đề riêng, từng gia đình họ cần có một lời hướng dẫn giúp đỡ riêng, không gia đình nào giống gia đình nào hết. Nhưng đôi khi chúng ta ngày hôm nay đi thăm viếng, chúng ta tâm tình nhiều, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm nhiều, chúng ta nói đến trải nghiệm của mình nhiều, và đôi khi có những cuộc đi thăm viếng mà không có một lời nào từ lời Chúa phán ra hết. Đó là cái thiếu sót của người đi thăm viếng. Và xin Chúa giúp cho chính mình trong ngày hôm nay, khi chúng ta nhớ đến anh em của mình, khi mình được sắp đặt đến với một hai gia đình trong lần thăm viếng, xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được hoàn cảnh của anh em của mình. Đó là lý do chúng ta có những cái cuộc họp, có những cái lượng giá, có những cái gọi là gì, thông tin lẫn nhau, để biết được công tác của mình đến với anh em của mình, họ gặp nan đề gì, mình cầu nguyện cho họ ra làm sao. Rồi khi lần sau mình đến đó, mình dựa đến những điều đó đó để mình có thể tiếp chuyện, mình hỏi thăm, để mình biết được rằng là cái việc đó Chúa đã giải quyết cho họ như thế nào. Rồi qua những điều mình tâm tình với nhau đó, thì mình có lời của Chúa để giúp đỡ, để nhắc nhở anh chị em. Đó là sự thăm viếng. Nhưng mà ngày hôm nay đôi khi cái vấn đề thăm viếng của chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà chúng ta thiếu lời của Chúa. Đó là cái chúng ta cần xin Chúa giúp cho mình tránh. Vẫn còn những điều khác trong sự thăm viếng mà chúng ta cần phải tránh. Tôi xin nói ở đây, thì giờ chúng ta không còn nhiều. Thứ nhất, đó là mục đích cá nhân. Có những người đi thăm viếng mà mục đích không phải là để gây dựng đức tin, niềm tin cho anh em của mình, nhưng mà vì mục đích của chính mình. Câu sự thật rất là đau lòng. Một người đến thăm viếng anh chị em của mình, và trong vấn đề thăm viếng đó lại bày tỏ cái nhu cầu của mình xin được giúp đỡ. Đó là cái điều hết sức là ngược. Thay vì mình đến với họ, mình đến với người được thăm viếng, mình phải chăm sóc phục linh của họ, mình phải nâng đỡ họ, mình phải giải quyết cái nhu cầu của họ trong vấn đề mình có thể kích lệ anh em chúng mình. Nhưng ngược lại, có người thăm viếng đến
đến với người được thăm viếng, lại bày tỏ cái nhu cầu của mình để xin người được thăm viếng giúp đỡ. Đó là chuyện rất là ngược. Đó là cái xin Chúa giúp cho chúng ta tránh. Và đừng bao giờ mượn tiền khi chúng ta đến thăm viếng người khác. Đó là cái hết sức là đau lòng xảy ra. Một người ở trong hội thánh đến thăm viếng một người con của một người chị em ở trong hội thánh đang nằm viện, không biết vì lý do gì, chỉ đến cửa bệnh viện gọi điện thoại cho cái người mẹ của người con, có người con ở trong bệnh viện, và nói: chị ơi, em đến tại bệnh viện rồi, chị có thể xuống đưa em lên để em thăm viếng và cầu nguyện cho cháu được không? Người mẹ rất vui vẻ: ok, cảm ơn Chúa bởi vì có hội thánh đến thăm. Và cô TikTok đi xuống để đưa cái người thăm viếng lên thăm viếng và cầu nguyện cho con của mình. Nhưng mà khi xuống gặp đó, thì người thăm viếng nói rằng: chị, em đi rồi quên mang theo tiền này. Chị cho em mượn 300 ngàn để em bỏ vào bì thơ. Bì thơ cũng không có bì thơ, lấy tấm giấy gì đó, kiếm giấy rồi gó lại, gọn lại, che lại, để không thấy tiền, để có gì đó bao lại cho lịch sự một chút. Rồi đến với người bệnh thổi thăm cầu nguyện. Tôi hỏi thánh Chúa một điều: người gia đình đó có được gây dựng không? Và khi đến thăm viếng, nói rằng đại diện cho hội thánh để đến thăm viếng em trong hoàn cảnh bệnh tật, cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đương nhiên sự việc đó nó sẽ không được giữ kín, nó sẽ lan ra từ người này đến người khác, và đó là hành động thiếu gây dựng, và nó không đúng với mục đích của việc thăm viếng. Thì chúng ta cần tránh. Đừng lợi dụng thì giờ thăm viếng để có cái ý cá nhân, mục đích cá nhân của chính mình. Điều khác nữa, chúng ta tránh xúc phạm tín ngưỡng của những người thân ở trong gia đình. Không phải tất cả những người chúng ta đến thăm viếng và gia đình của họ đều trọn vẹn trong đức tin. Có những người họ mới tin Chúa, gia đình của họ chưa tin Chúa, trong nhà còn nguyên cái bàn thờ. Mình đến thăm viếng mà mình chỉ trích cái bàn thờ của người ta, dùng Kinh Thánh nói lời Chúa phán rằng thần tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có chân không đi được, có tay mà không rào được, những ai thờ thần tượng cũng sẽ giống như nó. Mình phán câu sanh giờ như vậy. Rồi thử hỏi khi chúng ta trở về thì cái người được thăm viếng đó sẽ đối diện với điều gì đó với gia đình của họ, những người thân ở trong gia đình. Không nên xúc phạm tín ngưỡng của người ta, bởi vì gia đình người ta chưa trọn vẹn. Mình chỉ nhắc nhở anh em của mình là đừng liên quan đến việc thờ cúng. Đó là điều tốt. Đừng xúc phạm. Và khi ta đi thăm viếng, đôi khi tôi ở An Đông, cái điều này nó xảy ra rất nhiều. Khi ta bước vào nhà của người ta, bàn thờ nằm chánh diện mà, chúng ta ngồi làm ơn xin vui lòng né một bên, đừng có ngồi trước cái bàn thờ của họ. Bởi vì đối với họ đó là một sự rất là linh thiêng, tôn nghiêm. Mà đôi khi chúng ta ngày hôm nay có lúc chúng ta lại có những hành động rất là bất cẩn. Đó là điều chúng ta cần nên tránh. Nếu chúng ta vi phạm vào những điều này thì cái đức tin của người anh em chúng ta sẽ có nguy cơ bị đánh mất, bởi vì họ sẽ không bao giờ chịu nổi với những sự áp bức bất hại của người thân ở trong gia đình. Điều thứ ba trong những điều cần tránh mà tôi nói thêm ở đây, đó là chúng ta đừng có đi đông người, đừng đi quá đông người. Bởi vì không phải là tất cả các con cái Chúa đều có những điều kiện tốt. Có những người ngày hôm nay vẫn còn làm thuê làm mướn, có những người vẫn còn thuê phòng trọ để ở, và phòng trọ của họ cũng đôi khi cũng không có khang trang rộng rãi lắm, chỉ là một cái chỗ rất là đơn giản, có được cái chỗ che nắng che mưa mà thôi. Nếu mà đi quá đông, chúng ta không có chỗ ngồi. Có lần tôi cũng đi thăm viếng ở đây và đến một cái gia đình mà chúng tôi phải đứng bên ngoài. Nếu ta đi quá đông thì sẽ làm cho cái người được thăm viếng họ rất là ngại. Bởi vì họ cảm thấy là mình, họ bị cái tâm thế của họ là họ cảm thấy mình không tiếp đón được một cách tốt, một cách chu đáo. Nên đây là cái rất là cái nhạy bén trong đề thăm viếng. Trưởng ban thăm viếng, khi người ta sắp xếp đội hình chia nhóm đi thăm viếng, đến từng gia đình thăm viếng, có những gia đình có những cái hoàn cảnh khác nhau, đây điều chúng ta cần lưu ý. Nếu không, khi người ta thăm viếng họ, khi chúng ta trở về, họ cảm thấy rất là ai nái trong lòng, bởi vì họ không tiếp đãi một cách nồng hậu đối với những anh em trong Chúa yêu thương họ đến thăm họ. Đừng ở quá lâu, hay là đừng để mất thời gian quá dài khi mà đến thăm viếng một gia đình.
trong thời lượng được khuyến khích đó là chúng ta chỉ ở khoảng chừng 20 đến 30 phút mà thôi. Đừng ở quá nhiều, bởi vì thăm viếng khác với chăm sóc. Thăm viếng nó khác với chăm sóc. Và dường như chúng ta muốn bị lẫn lộn giữa công tác chăm sóc và công tác thăm viếng. Thăm viếng chúng ta đến nâng đỡ, gây dựng, khích lệ họ khi ta biết anh em có nhu cầu, hoặc là chúng ta đến lịch chúng ta đến thăm viếng thì chúng ta đến nâng đỡ, khích lệ anh em có sự cầu nguyện qua lời của Chúa, chứ không phải là lúc chúng ta đến để chúng ta bàn về vấn đề này, hoặc là chúng ta đang dạy kinh thánh hay gì nó khác nhau. Có lần tôi cũng đến thăm viếng ở trong một con gái Chúa trong hội thánh của chúng ta đây, và ban thăm viếng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Không phải là ban thăm viếng có lỗi trong phần này, nhưng mà trong trường hợp mà cái người được thăm viếng họ có những cái nỗi lòng họ muốn chia sẻ, có một cái sự ấm ức nào trong lòng mà họ chưa được giải tỏa, họ nói, họ chia sẻ hết cho ban thăm viếng để ban thăm viếng cầu nguyện. Thì những trường hợp đó chúng ta không nói nó ngoại lệ, nhưng mà những trường hợp thông thường đó, xin chúng ta lưu ý giúp giùm, chúng ta đừng để mất quá nhiều thời giờ. Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn còn công việc của họ, họ vẫn còn việc phải làm, họ vẫn còn có nhiều cái công tác khác trong đời sống liên quan đến cuộc sống của họ. Chúng ta ở quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của người ta, và đôi khi nó lại ảnh hưởng đến cái vấn đề là gì? Mục đích của việc thăm viếng chăm sóc. Rồi, điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, đó là đừng có tò mò chuyện riêng tư của người ta khi hỏi cái vấn đề để cầu nguyện. Đương nhiên công việc của chúng ta là gì? Là trước khi cầu nguyện là để cho người được thăm viếng đại diện trong gia đình có những lời gọi là nêu lên để ban thăm viếng biết và cầu nguyện. Họ chia sẻ chúng ta thông tin để chúng ta cầu nguyện, chúng ta nắm được thông tin để mình cầu nguyện. Đừng có hỏi quá sâu vào cái nan đề của người ta, làm cho họ khó chịu. Nan đề của họ, họ đã khó chịu rồi. Đôi khi nan đề không phải là của họ, mà của con của họ, của những người thân ở trong gia đình. Mình hỏi quá sâu làm cho người ta cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu. Trong khi nếu như không trả lời đó thì có vẻ bất kính, có vẻ không tôn trọng. Nhưng mà nếu trả lời đó, họ không muốn, bởi vì có một điều đó họ chưa có chia sẻ hết, họ không muốn chia sẻ một cách rõ ràng, thì chúng ta hãy dừng lại và chỉ cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho mình, xin Chúa hướng dẫn cho mình để mình có một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và yên ủi được người được thăm trong cái nan đề mình cầu nguyện cho họ. Tránh môi móc chuyện của người ta, đừng có tò mò hỏi quá sâu vào cái vấn đề người ta cầu nguyện, họ nêu cầu nguyện. Đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Tôi xin kết luận bài giảng ở đây. Ở lời Chúa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu thứ 11: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Thăm viếng, chăm sóc, tôi xin nói là nó là bổn phận. Bổn phận, nó không chỉ là trách nhiệm mà nó là bổn phận, và tất cả con cái Chúa chúng ta đều làm. Không chỉ riêng ban thăm viếng của Hòa Thánh, mà chúng ta vẫn được dạy nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau. Nó là một mạng lệnh Chúa truyền cho hết thảy những người đặt đức tin và nhận lãnh đức tin trong sự cứu rỗi. Nó là mạng lệnh mà Chúa buộc chúng ta cần phải làm để chúng ta nâng đỡ. Như điều tôi nói lúc ban đầu đó, là chúng ta cùng nhau tiến trên bước đường chúng ta bước đi theo Chúa. Thăm viếng nó không phải là công việc mang tính thời vụ, mà nó là công việc thường xuyên trong đời sống của một cơ đốc nhân. Nó là một cái công tác mà chúng ta phải thực hiện cho đến khi chúng ta về nước của Chúa. Nên không ai thoát thác công việc này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong tâm tình của người phục vụ đến nâng đỡ, chia sẻ đức tin, chăm sóc đức tin cho anh em của mình. Chúng ta lưu ý đó là cái bổn phận và mạng lệnh Chúa truyền cho chính mình. Nguyện xin lời của Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay, để khi chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc thăm viếng. Từng rồi, để tới Chúa nói đến hai cái tầm quan trọng, và sáng nay tôi chia sẻ thêm một tầm quan trọng của việc thăm viếng, nó liên quan đến sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận. Công tác này liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm để chúng ta thực hiện trong đời sống của chính mình. Có những điều cần tránh, xin Chúa giúp cho chúng ta tránh. Có những điều cần phải thay đổi, cần phải sửa, xin Chúa giúp cho chúng ta có tấm lòng mềm mại, khiêm nhu ở trước mặt Chúa, nhìn thấy được chính mình, để xin Chúa thay đổi và giúp cho mình có thể sửa lại những cái thiếu sót trong đời sống của chính mình. Để qua công tác thăm viếng của chúng ta, chúng ta đến với anh em của chính mình, chính họ được gây dựng, và chính mình cũng cảm thấy cảm ơn Chúa vì được Chúa dùng trong cái mục vụ quan trọng này ở trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa được gây dựng qua công tác thăm viếng chăm sóc. Như điều tôi nói, trong hội thánh đầu tiên, cái mục vụ này phát triển
hội thánh được phát triển bởi vì một vụ thăm viếng, chăm sóc, nâng đỡ, gây dựng đức tin của tín hữu được làm một cách rất là tốt lành trong sự hướng dẫn của Chúa. Vì Chúa giúp cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta đi trong đường lối của Chúa, nhờ cậy nơi Chúa để qua cái việc chúng ta thăm viếng lẫn nhau được gây dựng và được phước trong sự ban cho của Chúa. Amen.